Hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Đấy, các bác hôm nay em lên các bác một em họa mi cực kỳ là VIP luôn các bác nhá. Đấy, đuôi xòe, ngũ trường, cao cầu anh em nhá. Chơi cánh luôn anh em ơi. Ui giời ơi. Đẳng cấp chưa anh em? Gọi là quá đẳng cấp luôn anh em nhá. Em này thì chim mới thuần được khoảng tầm 90% rồi các bác. Nhưng mà bóng bộ dáng dấp thì em nói thật sự anh em luôn, hiếm có con được như này các bác nhá. Nó quá đẹp anh em ạ. Xôi đuôi xòe kìa các bác kìa. Đấy, đuôi xòe các bác kìa. Dáng dấp cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Hot gật gù múa lân rất là cao cầu luôn anh em ạ. Mẫu chim này em đảm bảo với anh em luôn là cực kỳ nhiều anh em mà thích mẫu chim này luôn. Thật sự anh em luôn là vậy. Quá đẹp luôn anh em ơi. Mẫu chim quá đỉnh cao luôn. Giọng hay các bác nhá. Dáng đẹp. Này còn chơi cánh nữa các bạn. Rồi ôi. Không phải lúc nào cũng gặp được một con chim như này anh em ạ. Úi giời ơi anh em ơi. Xoài bền luôn anh em ạ. Ôi giời anh em ơi, VIP chưa? Thank you.
quay cho bác xem cái đầu mặt của nó tí nhá. VIP quá anh em ạ. Đây, đầu mặt ở đây anh em nhá, họa nét kéo dài anh em nhá. Chân đây anh em ạ, con này xòe bền luôn anh em ạ. Ui, đây cái gì? Thank you.